Chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên con cặp chê mẫu form đời mới nha. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng, không còn hộp, chỉ còn mỗi bật lửa thôi. Mã rôm, mã palladium, cái thân của nó là vân sọc kẻ ngang, logo hai chữ C là màu nâu nha, logo của Cartier. Tình trạng còn rất là đẹp nha, không có bị trầy xước cấn móp gì hết nha, chỉ có xước tơ rất con mèo rất là nhẹ thôi. Mình thay đá âm dở này lên nha, để ngược bên sau này, gài qua là nó dính này. Bỏ đá vô cái khe này, xong mình gạt cái này qua, đẩy tới. Lửa xiên 45 độ nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Mình kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau, bye bye.